Ông phí nữ dụ bài cách quân trơ nữ dụ bài chân tầm mùi chân chết chân một căn xa một chân khẳng tổ bồn khăn ông đồng ngay một căn xa một chân khẳng tổ bồn chân chết chân cứ xâm đại một phù nòn vô tâm yên đã bỏ lột căng thầy nâng lột chú dính rồi chất tốt nữ cơ ủ rồi bỏ chân khăn ông xa máy xàm cọc nơi lớp tức đây phù nòn cứ chạy ca tiền dụ Campuchia cho từ khăn ông xung kriêm nơi khăn ông protê chân không xem ở đây công trơn vô bài chân tài mùi tam là dễ ca bằng rụp bằng rụm chiết đòi xanh tệ vị thị bèm hạ sát khám ai mình bán mình chuồn tuộp đàm bay chú chúc băng nửa cô u tê ba chị ai cầm đần trầy khám ai tới bà gồm thoái bèm hạ sát nơi nửa cô u đần trầy chia phía xa xa còl nâng chia phía xa đài nôm oi mình nụ ọc công vò nâng cơ tu bàn phía bì rì cá bình chuồn đô đần trầy tới nửa cô u cứ chỉ ca bằng hai dạng cho bác ông Pi tốt xin ạ vì chìa xong tập hiếp rồi bọc phía mà hát sạch khả mại. Khóng ca bằng chọc xung kriêm ta mà dạ ca cho cha nâng ạ hân xa thù. Nếu chỉ ca quâm trô, nếu chỉ tốt xin ạ vì dô bài chân hiếp rồi bọc khả mại, đói mình dọc nó có nà mùi rồi bọc chân chia sạch trời. Ta kê quâm trô chuộp chỉ nịch trong bố ca xâm rộp xung rùa phân ách dô bài rồi bọc vật tế chân đòi phá ách lơ bằng nhạc chân tài mục. Công nạch trá rồi bọc chân. Chưa ta khoan cho chân chết chân mùi rút rút nơi khăn ông ra chắc cao diện. Bạn cho rùm chìa mùi bật tịp hù. Thuở thuốc xin ạc cách nơi bật tế khám ai nơi chân áp mà bọn bì rồi các xa pram. Lục bán mình xoá tục nơi cầm nọt hạt mùi đại miến lạc nạ chế bà vô ta xa. Sẽ đây bì bật tế khám ai dương khăn ông xa mai nụ. Ai xa đã bỏ lục chư ta khoan. Miến chú mù thà, bà bê ni đã bỏ nhựa sọc trên là. Trong phút chân chết chân xa tư vô tì đọc bày, việc thà trên là nông sầm máy đi bà dân lừa cầm nọt hai chân nâng bà ran vật thọ dân đang tha tâm niệm tâm nông không ai chân còn nơi rẽ xa tu ni ti đã bọc luôn đôi sầm máy mồn mồn tu chưa chôn ca không ai thật nông than được hiệp lầm bạ lầm bẩn đai mình đa đời lương sừng kìm cả đời sống chưa mới phong đái thả cầm nọt hai tờ bọc chưa thật hoàn tây ban prai pi phía xa chân mộc chia phía xa bà ra đòi lục pol pi li yod đại chiên niệm phía xa vị tu này phía xa sạc chân អត្តបទនេះត្រូវបាននិពន្ធយកមកប្រែនៅឆ្នាំ1902ហើយការសម្រួលនៅឆ្នាំ1902សែ đói cả ta ní, khăn ông ở rộng rồi bỏ dưỡng. Bạn nôn phiếp rung rương thì không thể cả để bạn sẽ đánh tâm để dựa mua là hát xe tật cạch rước bên đây chạy cảm. Sau mấy mùa hà nữa có, bà tế, Campuchia miễn chung bóng xâm lên dạng tốt tiêu tu tiên phùm phía A Sĩ Yạc Nị. Đói bán cực rộng tức đầy, những đất nôn đói bên đầm hạ sát đọc lăng phục ca chỉ tròn ong đã thua ai bà tế chạy kháng xong ngọc xinh anh cột khát. Hãy ní hỏi tớ bán chưa vào bà thuộc mai bán chiến đó cũng rất bông phốt đó thân ác kinh ប្រភពឯកសារជាច្រើនដែលឡែកកំណត់ហេតុចិនបានឲ្យដឹងថាព្រំប្រទល់នៃដែនដីប្រទេសកម្ពុជាខាងត្បូងទល់នឹងម៉ាឡាយូប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខាងជើងយាសិនធឹងទល់នឹងនគរចម្ប៉ាឬលិនយីខាងកើតសមុទ្រនិងខាងលិចពូកានឬប្រទេសភូមាវឌ្ឍនភាពនិងកិត្យានុភាពដ៏រឹងមាំនៃប្រទេសកម្ពុជាបុរាណក៏ត្រូវបានគូសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់តាមរយៈសំណង់ស្ថាបត្យកម្មជាច្រើនដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តនិងប្រាសាទដតីឯទៀតដែលត្រូវបានកសាងឡើងដោយព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ជាសក្ខីភាពស្រាប់សូមរំលឹកជាព័ត៌មានថាព្រះកត្តនាមនិងភាពល្បីល្បាញនៃស្ដេចអង្គនេះត្រូវបានចៅអធិរាជចិនថ្វាយឋានន្តរស័ក្តិចាងពងខ្ពស់បំផុតជាភាសាចិនថាគិនពីងប៉ិនឆេនមានន័យថាកំរងតេងម្យ៉ាងវិញទៀតដូចសម័យមុនដែរព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទ្រង់ក៏បានពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពតាមផ្លូវទូតជាមួយប្រទេសចិនជាហេតុនាំឲ្យចិនគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសក៏ដូចជាក្នុងការពៀរបរណភាពទឹកដីផងដែរដោយហេតុថាក្នុងរាជរបស់ស្ដេចអង្គនេះបានឡើងសោយរាជសម្បត្តិនៅឆ្នាំ1113នៃគ្រិស្តសករាជប្រទេសកម្ពុជាបានរងការវាយលុករបស់ប្រទេសភូមានៅហរិពជ័យនគរចម្ប៉ានិងដៃវៀតបើសំអាងលើឯកសារចិនយើងដឹងថាទោះជាសង្គ្រាមរបស់ទ្រង់ធ្វើឡើងនោះដើម្បីបង្ក្រាបឬរុញច្រានប្រជាមិត្តបានជួបប្រទះភាពលំបាកលំបិនគ្រប់បែបយ៉ាងក្តីក៏ប៉ុន្តែអធិបតេយ្យភាពនៃដែនដីត្រូវបានរក្សាបានយ៉ាងតឹងណែនទាំងស្រុងនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់យើងនោះគឺក្នុងលោកនេះ
miễn bà tế nà, đáy bà mục đặc nôm khách khóng bà mô, cùng bà đông nơi bò là miễn biệt bọn tới nâng sản phẩm nây bà tế chất kháng rồi bọc lún, đôi bà tế chân lào ý. Hãy cách ca đông miễn bà giáo ích nì, vì em anh còn tế bà đo chùm này, nâng châm phúc à nhà thô chân, nơi phép ngay sử dụng nông vị sái sẽ tự cạch, có bàn tay tình tâm nâng nì, xâm nay chân bà ràn, cứ chia bà phốp mô thật hàn, nấy bà vọt sát rồi bọc chân chết khám ái tiếng mô phong đài. Thì tôi tới nẹ sẵn ra chơi đều tôi tiếng vì phốp lộ. Bạn thật tôi school, hãy ai đâm lại giang cấp bốc bằng phốt thả, cả trong cơ rộng bà vọt sát nơi bà tế Campuchia, bà đại phân bà ai chấm bóng thật lơ xâm nay chân. Đại miên có tra giang ất là ấn nơi khăn ông ca bà vọt chân, tạm xong thì vốn chia bằng to bằng tộp. Hãy tạm ra dựa bà phốp ai xa ní. Đại trái bàn phương rừng, đối bằng bênh mình thảm đáy bà phốp xe lá chà rạc khám á, dựng bán cách bánh thoi nửa phiếp ả cha rời dạ đại miên khăn ông phê rích tuôn sai và đá khám ai. Lời bắt đầu nơi chấm này đăng, kháng bà vật sạch dạng xóm sớp, nâng bắt tất cả chạy sạch đáy, đã cần lòng một bàn cách miên làng khăn ông ảnh tất cả. Ông Pi cách ca bìa chốn chết chân. Tám cầm nọt ra đã bỏ lột chư tật khoản, chưa trái vì sai bà vật sạch mùi dạng xâm khăn. Đói bán có tra đường rai, nia nia bi sân công khmai, nia sân máy ông cổ. Số bay ta phía bệnh môi chùm nôn, có lúc bọt có tra dạng phước xa, đáy đôi chì khía. Mình đấng phía xa, nâng, bỏ mắt bỏ mong chìa đàm. Bỏ mắt bỏ mong, ta anh trai bán nhạc sốc, pra bê miên ạ xoan nơi sọc, rước miên ạ xoan. Dưỡng thu lộp lưu chạch chạch, đá đúc nơi tam, sốc phôn nì dây tờ cánh con của mình thả. Công chênh tờ cài, tích kê chập, nhọt bài giọt tờ ói bà mắt bà mọng. Chốn chết mai mùi chùm nôn, tái miên chùm nữ thả, bà mắt chết tháng năm đó bị sất, cài rốt mùi chùm nôn, đá chỉ hai thua ói bà cô là ạ sơ là thua mùi chùm nôn. Xâm lắp bà nụ đàm bay giọt bà mắt. Lúc chư tờ khoan bán có tờ nạ thả, cáp vì môn nì, tại đó khai ti bà bày. Kể tái thua ca chập mùi giọt bà mắt. Vì bố sát đạch trong trang khăn ông mùi chân em, kế xóm dọc bà mắt mà nụ mùi thô đại miên chùm nôn rốt bọn. Nơi khăn ông bề dục, kế chạp bộ nịa dọc bà mắt bà mắng, đá tờ tam phá lời nịa nịa khăn ông tì khăn ông nông phùm. Ba bà tiết mà nụ nè, đá khăn ông bề dục sẵn ngặt nụ, kế chạp dọc xài, chóng có ba lò chuộp, hói dọc con cầm bật chạc khăn ông lị, hàng sát đám, khói dọc bà mắt đã khăn ông thô. Lúc ra tại bàn bên chùm nôn, tớp kế dọc tờ thoái sát đạch trong trang. Bên tay kê mình bán dọc bà mặt chân chết chân tê, vì bố miên ca chân em mùi nô kê dọc bà mặt chân chết chân liên nàng kê. Có bàn đàn ôi xoay rồi lùi khôi bà mặt nơi khăn ông thô, lên bà ca bán tiền ọc. Khăn ông này ní, đảm bấy ca bia chân chết chân, và đất rương của họ mùi đai mình tùm nông mốc bòm phù lắm. Nơi sẽ đạch trong trang nằm bấy ở bàn xâm rách cô bòm nọ, đòi xa tại hẹn ní. Hơi bà tế chân là miên đầm bọn khá, sơ tay bàn khai tơ chia đầm bọn chân chết chân. Mình đấng phía xa. Chia phía bay mắt đại kế bán chú bà tiết nơi khăn ông cầm nọt ra rồi bỏ lột chứa tạc khoắn. Đãi nơi dây xâm đại từ chốn chết chân rút nơi khăn ông bà tế cám thu chỉ. Đãi bông bán ăn ở vật phân ở bạch tam tùm niêm tùm lột khám ai. Phía phía xa nơi tì ní. Phương mên xâm đại từ lơ phía xa chlón đôi kê xâm án ngược lào. Hói mì giang tiệt. Phía ní bán bán phì phía bách khlía bà dục rồi bỏ khám ai dân sập thang ai thờ hời. Khlía bà dục. Mình đang phía xa, khẳng lớn đi miên đồ chìa, kẹt thầy, máy lưu phá xa, đại kế phá mình đó sắp ngay nịt đại. Vất tư miên đồ bọc khlia bà dục nì, khăn ông phía khám ai sở đến, khám ai bồ rì rúng, đồ chìa, bó rực tế cô, ỏi đăng phía xa, ông côi ỏi đăng phía xa, câu nì đăng phía xa nà, dây ỏi đăng phía xa phong. Giang nam mình vất tư miên đồ bọc khlia, mình đăng phía xa, rực đăng phía xa. Nước khăn ông cầm nọt hai đồ bọc chư tật hoàn. Nâng ca đại khám ai rút nơi khăn ông sọc thầy, nơi này dông pra pra nô, so ở dương khơn thà, chân chết xìm, bàn cháy khlia bà dục nì bị khám ai, nế xâm máy bỏ lan dán bà gọt. Phố cư bê đại, bụ kê tớp chốc bi bà tế chân, hói bàn tăng lầm nơi thán, nơi khăn ông khát sọc hà tây sát tư vật tì đọc bầy, nơi kết sạc ra. Bà rán vi tu chàng xịt, bàn có tra thà, bà tế chân la nơi bê nô, miên chơ chia rò bóng bồm đàn, kê dọc thơ chia tì cọng. Cứ chia cần lại để chân chết chân sẽ nạ xài nơi. Nếu sắc khăn ông nằm bắn đi, sẽ lột bỏ tiết tiếng trọng nạ. Kê mình đai bằng co tùm nó chỉ mũi chân chết chân lào ý. Cứ kê vô khuyên thà, chân chết chân, mình vô phía xa rồi bỏ nhẹ sắc. Phải xanh ba miên ca chụp chung tùm nó một đông một cà, kê áo chân chết chân. Rốc nhẹ chết phía xa một đọc xài, bị viết đòi khuôn ai.
Dùng tạm vốn xe máu, rộp bọn chân nằm tùm nẹ tùm lòng cam bạch chế chân sốc cổ đông rộm nế nở khăn ông xa nế sất ân thân ạ chết tì mùi sở đây bì tùm nẹ tùm lòng cam bạch chế chân đầy xa máy trên lá nâng ổng cổ. Rích bình đất sập hía, cam bạch chế chân nằm bì phó nộp mùi. Cá rìa riêng rộp bọc à nàm, nâng châm bạc. Tám ca có tra rộp bọc xì phơi, cầm nọt tra yên sơ sức chù nửa chân nằm bọc bì rồi chất sập rạm. Bram hack sắt chân, hoo bì lạc, bán sông nông po, oi bram hack sắt yun, bred niêm, chân ku ping. Đặt cát trời thuê oi bán kẹt cáp ra mùi yang, kẹt cáp tìm mùi, đặt nực cố an nam, trời mọc cho cố, hoo bì liệt đòi tuol, kẹt cáp tìm bì, trời yop on pro, rước con pro mọc thuê chia chân nắp khmang, kẹt cáp tìm bay, trời rey ka, bì chum nôn bra chia chân, kẹt cáp tìm bùn, trời nôm tuộc chân băng, bê miên sông krim, kẹt cáp tìm pram. Trời bằng phần, nhưng cách ca tiếp bằng mùi. Trời bằng ca ta chân nè xong phần, đảm bấy một cổ rộp rộng đồng bằng nụ. Bạn ta sẽ đặt dùn, mình bán cổ rộp lại. Đó dọc lại thả khuôn mấy ổ bà sạc đòi xa tay nổ cổ trên lá. Tam là dạy ổ bài còn nụ, ổ bì liệt. Bạn mình chia tốt chui nổ cổ ở nàm, vì bà tế mò hà nổ cổ trên lá. Nông này nì, ổ bài còn nè ổ bì liệt. Bạn mình chia tốt chui nổ cổ ở nàm, vì bà hà nổ cổ trên lá. Nông này nì. Tâm nét tâm nông đồ viên Campuchia nâng chân. Cứ trời ban bằng khiêng, đói bởi tế Hà Nam, bí bú, bú bì liệt. Bạn sẽ đắp nâng chư tay xong đây rồi bỏ chân cụ bình, ta nét bình nọc. Chân cụ bình, bạn luôn luôn ra chạy ca diên, hơi bằng rừng cầm lắng, sngát sngát nằm bấy chú điên biên bởi tế chật kháng chế bằng to bằng tuộp. Nâng rí rốt một số bài, pra cầm lắng tuộp ra chạy ca diên. Đảm bây xâm rạch cô bầm nón rồi bỏ kệ. Đảm bây thua ai nửa cô trên là nâng miễn phụng bởi tôi chật kháng từ tôi rong ca khát bóng dành thùng. Trái bí ở Nam nửa cô trong phá chế bởi tế tí bí đã đồng khán tùm nẹ tùm lòng trên là nâng ra chật ca diện. Lục chư tật khoan bàn ác áng thả xây ná bà mộc xù tú đại miễn sạp bằng chia tốp ác bằng chia tốp mùi bọn nẹ. Bạn thua đâm nai mộc tùm nẹ tùm lòng chưa mũi nửa cô trên là trái bê mộc đỏ khát mùi khnông nửa cô trong phá. Trái bàn kia không tốt mình ai tật lắp tới sọc vinh. Đừng đi thua ai bè trái cầm chấn vô cho lắm thả. Nở có trên la miên chê tình á, bỏ chăng nâng nở có chân. Lớp bì này tệ tịt, trông vô đó cho lắm, nở có chồng bà. Bạn chọc phá nằm nói rồi bọc nở có trên la chôn tới nở có chân tiệt phòng. Tùm nẹ tùm nông, vì sái vô thịa. Nó ngầm lòng trong sát tù vật tì đập bì, nâng đám sát tù vật tì đập bầy. Tam để dạ cầm nai tùm rôn vì sái vô thịa. Ở căn tay miên sạc đàn một bộ, phía bán chơi vào màn tì phẩm phẩm. Bạn khất không phân tay nhầm đọc và tế chiệt. Pi nửa cô chùm bà. Cả cái tâm rôn vì sai vô thịa nụ, bạn bằng hành tam là dựa chùm lạc bộ rán để xác lập bạc cô không ai nê xâm bài nụ. Bạn chắc lạc lãng chỉ cả trong trăm khăn ông bộ đất sạc và bó chết khuôn. Chùm lạc bộ rán lơ trên chiếc bộ sát, bạn đào tu chùm nụ, sự phơ bộ đất sạc. Nông vì sai vô thịa, vì thiên nạc ca đã thua ai con tốp trăm nửa cô hồng cơ. Hãy nơi tìm bằng phát cổ cho băng chanh khả mạng. Cứ ca pra vật thamay, đôi chìa, xin à dốn, nâng xâm nành. Rút châm lạc nơi lơ bà sát ông cổ vọt. Tổn tâm nâng nốt để khơi nguyên vật tìm miên đồ bọc mê tọp chân. Chỉ tế phật xa vô thiê đại bán thuơ oi thà nập hiếp con tọp khả mạng cánh tà rừng bằng. Ai thức chất vô dụt. Có trái ban lơ cầm phúc lang môi cầm rách thảm tiệt. Lớp bì nít tới tiệt. Cứ khơi nguyên vật tìm miên đồ bọc con tọp chân đá bùn. Nông ra chạy ca đọc bọc bệnh bạc xô rời dạy về rãm án tỷ phì, nơi lớp bà sát ông cổ vọt. Trong lạc này con tốp chân thường nụ, cứ chạy tật tăng mùi giang xâm khăn đai bằng hàn chế bà giáo, nơi nụ dụ bài bạc trong xâm phố nập hiệp, chờ mùi bò rực thể. Chế phí xác chì môi mà hà mật chân, đói xa mùi kì phiệp nâng phốt tạ rạp hiệp nhàng chữ trừ. Bất tạ ca chế bà vọt xa, đại ban chạy lạc lơ chân chiêng nơi bà sát bà dồn, ban bằng hàn cách ca, xa hạ ca lơ vì sai dô thí, rồi viên khám ai nâng tí bạc xa chân. Nếu mình mang chế bà nhà hà cư ở phía bà áo lao ý, rút viê chế bà bây này ở chân trái nấy tầm nệ tầm nón Campuchia nâng chân. Ông bí xe tạ cạch, vị sai tiền nét chạc cảm. Ông bí cạ chân, có thọc xe như rút tầm nâng khám ai thường ốc nơi xa mai cà nút và hai chế trợ bàn chung đô, đòi bà cạ. Thưa chìa rụt bây vật thọ, đói đâm rơi oi miên ca tình, đô chì vật thọ thiệt đáng bị khám ai. Tầm chết chân, trái bà cạ, đô chế cạ bà đàn mùi chùm nôn, đài kê rô khơn khi nông rì thần ý, bà đàn khám ai. Mùi, nông rà chạc ca, nề rì thần ý, xa mai nụ. Phát chạm ăn sật nơi tì cọng, u thòng, khát sộp hắn bò rì, bà tế thái sập thang ngày. Cạ chân tiền nụ, cứ chế cạ đài trái bàn phải lật lang nơi phải tế chân. Ây khi nông, rìa chạy bọc sạch, vù đi, miên ca bà
បដិឆេទរវាងឆ្នាំ120មុនគ្រិស្តសករាជចម្លាក់កចិនត្រូវបានបន្តរហូតដល់សម័យក្រោយអង្គរព្រោះថាការរពន្ធនាសម័យមីងត្រូវបានជួបប្រទះតាមទីប្រជុំជនខ្មែរនៅពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាក្នុងអតីតដែនដីខ្មែរអំពីប្រាក់សន្លឹកជាការជាក់ស្ដែងប្រាក់សន្លឹកខ្មែរត្រូវបានផលិតឡើងក្នុងសម័យរបស់ស្ដេចកនឬព្រះបាទស្រីជេដ្ឋាធិរាជរាមាធិបតីពីឆ្នាំ1512ដល់ឆ្នាំ1526ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យស្របទៅនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ពុំមែនមានន័យថានេះជាលើកទី1ដែលប្រជាជនខ្មែរចេះប្រើប្រាស់ជារូបិយវត្ថុពាក្យសន្លឹងនិងដំឡឹងត្រូវបានគូបញ្ជាក់ដោយសិលាចារឹកមួយចំនួននាសម័យបុរេអង្គរនិងអង្គរទោះបីជាទូទៅការទិញដូរធ្វើដោយមាសឬវត្ថុមានតម្លៃដូចជាចានឆ្នាំងសំពត់និងសត្វពាហនៈក៏ដោយការពិតណាស់នៅប្រទេសខ្មែរនាសម័យហ្វូណនពីសតវត្សទី1ដល់សតវត្សទី7មានការប្រើប្រាស់កាក់ធ្វើអំពីមាសប្រាក់ស្ពាន់និងសំណរួចស្រេចទៅហើយដូច្នេះការដែលគេអះអាងថាស្ដេចកនបានបោះពុម្ពប្រាក់សន្លឹកជាលើកដំបូងមកអស់គឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេប្រាក់សន្លឹកដែលត្រូវបានផលិតឡើងក្នុងរាជវង្សរបស់ស្ដេចកនមានរាងតូចមូលហើយមានរូបចម្លាក់ផ្សេងផ្សេងតែម្ខាងរីឯវិមាត្ររបស់វាគឺ15មីលីម៉ែត្រដោយមានទម្ងន់ប្រមាណជា 3.75 ក្រាមដោយមានរូបមន់ក្តាមក្រុតហង្សទន្សាយសេះប្រះពស់ផ្កានិងបេះដូងក៏បីត្រូវបានជ្រាបផងដែរថារូបិយវត្ថុខ្មែរនាសម័យក្រោយអង្គរត្រូវបានចែកចេញជា3សម័យដំណាក់កាលទី1គឺឆ្នាំ1500ដល់ឆ្នាំ1650ដំណាក់កាលទី2គឺឆ្នាំ1600ដល់ឆ្នាំ1870និងដំណាក់កាលទី3គឺឆ្នាំ1870ដល់ឆ្នាំ1907ដែលស្ថិតក្នុងសម័យកាលលោកម្ចាស់គ្រប់គ្រងខេត្តបាត់ដំបងអ្វីដែលគួរកត់ត្រាគឺក្នុងដំណាក់កាលទី3ដែលបានបន្តវេនពីសម័យកាលមុនៗដែលបោះប្រាក់មួយប្រភេទឈ្មោះប្រាក់ពេដែលភាគច្រើនដូចសម័យមុនៗលម្អដោយសត្វហង្សឬមាន់តែមានចារអក្សរចិនមួយទូនៅពីលើគឺតែមានន័យថាសុភមង្គលដៃគូអភិវឌ្ឍនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអភិវឌ្ឍជាតិក្រៅពីរង្វង់នៃថ្នាក់ដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសយើងទាំងពីរក៏មានទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នាផងដែរដោយសារភូមិសាស្ត្រកម្ពុជាមានអំណោយផលរ៉ែមាសនិងធនធានធម្មជាតិសម្បូរបែបរួមផ្សំជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅមានចំនួនតិចជនជាតិចិនបានសម្រេចចិត្តមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិជនជាតិចិនបានប្រកាន់ភ្ជាប់នូវទស្សនៈស្រុកឈើជ្រុះរកគល់អ្នកថ្លៃថ្នូរត្រូវត្រឡប់មកស្រុកកំណើតមិនត្រូវបានអនុវត្តនៅពេលដែលពួកគេបានធ្វើដំណើរមកដល់កម្ពុជាជនជាតិចិននៅប្រទេសកម្ពុជាមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ទឹកដីដ៏ស្រស់ស្អាតនេះនិងមានទំនាក់ទំនងសុខដុមរមនាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចូលស្ទឹងតាមបាត់ចូលស្រុកតាមទេសបានក្លាយជាពាក្យស្លោកយ៉ាងពេញនិយមដែលជនជាតិចិនបានអនុវត្តនៅកម្ពុជាជនជាតិចិនបានចាត់ទុកកម្ពុជាគឺជាផ្ទះរបស់ពួកគេហើយពួកគេរស់នៅចាក់គ្រឹះនិងបន្តពូជពង្សនេះមិនមែនមានន័យថាជនជាតិចិនដណ្ដើមយកទឹកដីកម្ពុជានោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានរួមចំណែកក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍជាតិរបស់កម្ពុជាលើសពីនេះទៅទៀតថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ចិនតែងនឹករលឹកដល់ជនជាតិចិនដែលនៅកម្ពុជាហើយបានជួយការពារអធិបតេយ្យភាពនិងភាពសុខសាន្តរបស់កម្ពុជាទៀតផងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនគឺជាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពលើវិស័យវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចជាងវិស័យនយោបាយដើម្បីឆ្លើយតបនឹងកិច្ចរួមចំណែករបស់ជនជាតិចិនថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាតែងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវកិច្ចការពារជាតិជនជាតិចិនដោយសារតែជនជាតិចិនមានអត្តចរិតស្លូតត្រង់សុចរិតអត់ធន់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមទើបពួកគេទទួលបានការគោរពនិងជឿជាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាបណ្ដាបណ្ដាចរិតដ៏ល្អរបស់ជនជាតិចិនបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនបានផ្សំផ្គុំកូនចៅរបស់គេជាមួយនឹងជនជាតិចិនត
tam là dễ à bia bị bia nâng cao rút nơi khăn phùm sọc chú mùi chân chật chân chân chật khmá bán thật tôi dốc rộp bây ni rộp chân chật chân rộp bây ni chân chật chân ni màn đọ chốt khăn chất rộp chân chật khmá mùi chùm đồn thông chia bị sạch nhận nơi tiếp là chung chân tăng phí bà ra nở cá riêng mô khăn ông này ni và chia bà rốt khmá bán cái xâm rồi cá thật tôi dốc vọp thuần đi móc thật tôi dốc vọp thuần chân chọn rồi một chóng Campuchia mình ai vẫn được tôi dọc vào bờ thua nơi bờ tết từng pi nít bàn lõi khnông pê đại Campuchia sát khnông phô mà sát ẩn đu chân đi ca sát nịt than phát đám phì phôn phong rồi bong chọc khnìa tâm nét tâm nông Campuchia chân bàn rít thông thoát chưa lập đạp tam là dẹt tâm nông đỏ sắc mắt thoáng nâng cách ca pi phò bà giáo ở khnìa từ vĩnh từ một ở tiếp theo này vào bờ thua này bờ tây thành phi Campuchia chấn bản nôm ở khnì từ vĩnh từ một con tai đại sa bờ tây chấn miến phiệp chấm nát chương bờ tây Campuchia chia hát nôm ở vào bờ thua chấn chia tròn màn hồ cho một bờ tây Campuchia phi tâm niệm tâm nong chất sát phi đại tất cả bản khai chia bờ chay đo tâm nong nề phế pa chư bòn nâng anh cốt Spain tìm nhận tâm nông như sở máy phù nòn bán to phụ chôp Campuchia tên nâng bà tế chân đá chia bà tế mà hàm nạch nơi à si đỏ mên ất tì phô nếu bế bàn chá bằng tâm nhận tâm nông được viên Campuchia chân chia tâm nhận tâm nông mật tập hiệp nâng cách xa phân bát ca lớn vi say và bà thó nâng vi say bà nơi chá cam bà tế tiên phi bán sang Spain tâm nhận tâm nông ni Mân trăm tay nằm bay bà giáo cho bà bà tế riêng riêng khuôn bà nọc tê Tại thêm tiếng bằng hai đo mà nụ Chết bì bà ra dựa thóa đồ rung rương Rồi bà chân chết à xí chết phòng Ai xa phôn chân em Thầy tình nhận tùm nông Campuchia chân Cứ chơi chung đa xa mát ở đấy Mà tập hiếp bà chân chết dưỡng Chẳng bì ai bằng to mua là thán Thầm nhận tùm nông bì bà ràn Đồng bay phiếp rung rương này bà chấp ăn hiếp nâng ảnh hạ quật hiệp rồi bỏ thủy bà xì Tâm nệ tâm nông ní có chê nơi dô bài mùi đó bà tế chật kháng rồi bỏ Campuchia hỏi dô lô cùng rú vì và rẹp hiếp rồi bỏ vị ách xa ní nâng khai chê tì bà tiếp thầm mây mùi đó nẹ ca tốt với khả mệnh nây bà tế dương thường phì tô xa nạ ca phía tai mình về bà hà Chia tôi sẽ nạc vừa chia nơi dỗ bài để thân nạc đặc nô mà là bác bà tế hiên từng phí Campuchia chấn Bán ảnh vọt chia riêng rồi hốt mộc Chia mùi khả nền ít đái Tôi sẽ nạc mất lo chia mất đời chui khả nền nông kìa cỏ Chia tôi sẽ nạc phát cọp đời côn thổ nâng sát lật thổ Để thân nạc đặc nô mà nâng chân chết dương từng phí Bán nâng cầm phong tài ảnh vọt